Bây giờ thì cũng còn sớm, nhưng mà tại mai còn làm cho nên thôi chương trình đến đây kết thúc, để bà con bác còn về nghỉ ngơi đường xa xa xôi, để mai mình còn đi làm nữa. Đi làm sắp Tết rồi, còn phải lo đủ thứ. Hy vọng bà con bác sẽ vui lòng bỏ qua những cái sơ sót của Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn nha. Dạ, còn bây giờ thì chương trình Ngôi sao Miệt Vườn, Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bà bác nhiều ạ. Bà con bác nào chưa có về thì có ở lại uống cà phê, giao lưu chụp hình đã. Còn bảo bác nào có công việc thì có về trước. Dạ, chương trình Giáng Ngại tạm thời kết thúc, nhưng mà mấy em cũng chưa về đâu. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Vui quá xa bà con ơi. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, Khương vừa có không nghĩ bà con bác để đến nhiều ủng hộ mấy anh em nhiều như vậy. Dạ. Mẹ Trang nãy giờ dẫn vô mà mới có chụp hình thôi chứ chưa kịp nói chuyện, như là chạy đi để quay clip để giới thiệu liền rồi. Rồi mới uống được ly nước rồi, xong rồi cái ăn bánh lăng sữa chua là coi như đầy đủ rồi ha. Rồi nãy giờ không có mang hoa lên tặng mấy anh chị hả? Có tặng không? Ngại không? Mắc cỡ không? Chưa dám tặng rồi. Ngồi sợ mất đồ không? Nước lớn nhỏ. Hôm nay mẹ hôm nay lần đầu tiên mẹ đi xem, mẹ thấy sao? Mẹ thấy hay. Cái hay hả? Ừ, bình dân giản dị. Dạ. Vừa quầy vậy ha. Nhưng mà sau vô đi vô cái mình giao lưu với lại mấy cô chú nữa. Chứ ngồi không xem thì thôi hả? Bà con mua bán nào có chụp hình thì mình lên sân khấu mình chụp cho nó đẹp bà con mấy ơi. Chụp với lại lên chụp với lại tấm. Ôi. Dạ dạ. Chụp cái này kia. Dạ mắc cỡ nó chụp tấm kỷ niệm. Ôi. Cảm ơn quý bác quá nhiều lắm. Chụp tấm kỷ niệm. Rồi vậy là giờ ngày 5 tháng 1 đó là con làm đó là có thêm mấy cô chú anh nghệ sĩ nữa. Đó, có chú Châu Thanh nè, thầy Minh Nhí nè, chị nghệ sĩ Tú Ngọc Huy nè. Rồi có chị Hồ Bích Trâm nè, chị Châu Ngọc Tiên, rồi có thêm chú Phú Quý, chú Chí Tâm, nhiều lắm. Mà mấy cô chú đó là chưa mẹ hay xem á. Dạ, có bao nhiêu ạ? Đi xem nữa. Trang sợ lúc mà ngồi xem á, Trang cứ nhắn tin cho mẹ, Trang hỏi là mẹ có mệt không? Chứ thấy mẹ ngồi yên một chỗ hoài à, sợ mẹ cũng muốn đi giải quyết nỗi sầu nhưng mà ngại không dám đi. À, hay quá, cũng mời lại hết đến chơi hết chương trình. Dạ, vui ha. Nhưng mà bữa sau là đi giao lưu với lại mấy cô mấy chú nữa. Mấy cô mấy chú đây là toàn người quen mình không mà. Dạ. Giờ về lên chụp với lại sư phụ tắm đi. Ui. Vậy hả? Vậy mẹ ngồi đây đợi xíu nha. Con làm gì con đi chào cảm ơn mấy cô chú lại phụ có đầy dọn nha. Dạ. Đi mẹ, đợi nha. Đứng đâu nha, đợi xíu tôi trở về. Đây. À, chị Mai. Chị dâu. Chào cô. Rồi mẹ Trang đẹp nha. Mẹ nhớ ba hay nói là hả, trong tim con là ba thích chị Mai không? Hồi sáng mẹ có thấy con giới thiệu rồi. Dạ, chụp hình chị Mai đồ quá trời rồi. Dạ. Đó, thì ok không? Chị dâu thì là ok không? Chứ ba là ok, con cũng ok, còn anh hai với mẹ không biết. Quá trời rồi, hỏi trực tiếp vậy luôn. Hỏi trực tiếp luôn. Mình sẽ đâu chung tình chung hướng về sân khấu. Dạ. Tết năm nay là coi như là có người yêu mà. Hồi sáng mình có giới thiệu luôn. Hồi sáng con có giới thiệu mà con nói là năm nay là hết. À năm nay là sao, là năm nay mình có quyết tâm là chị Mai có đốt cháy giai đoạn không á, để năm nay phá kỷ lục luôn á. Dạ. Công nhận xem lẹ quá ha. Công nhận xem lẹ luôn. Nên là hôm nay lên giành liền hả? Giành với nhau liền luôn. Sao bà con ơi? Mẹ Trang là cái nét đẹp nha. Bà con Trang là. Sao trước giờ chị không khen em mà chị gặp mẹ em chị mới khen? Cái nét Trang á là cũng thù hưởng mũi cao nè, mắt nè, cái nét từng nét rất là đẹp. À. Mình lấy lòng mà con ơi. Thế là mẹ chồng hả? Dạ. Vậy là giờ trong tim là con có chị dâu bảo kê rồi. Mẹ yên tâm rồi, có chị dâu bảo kê rồi đó. Thôi mẹ nghĩ nha, để con chị Mai lên dạy chương trình với lại ấy nữa. Dạ. Ngồi chơi nha. Dạ, và bây giờ chương trình. Đúng rồi, có đợi gặp chị Mai đó, để gặp con dâu đó. Đâu? Dạ. Rồi làm gì thì dạ. Vậy nha. Dạ. À, nãy giờ bây giờ là bà con cô bác là về gần hết rồi. Đây, mọi người đang mỗi người một tay một chân để phụ lại một nãy là đông nghẹt. Đây trên sân khấu luôn không biết là con cô bác. Mấy anh ra ban nhạc nãy giờ cũng đánh. Có gì đánh mà hôm nay chia sẻ với bà con chú anh chị, ban nhạc của mình là một ban nhạc rất là đặc biệt luôn. Dạ chào cô. Dạ.
hôm nay nhạc công đã âm thầm lặng lẽ để hỗ trợ cho chương trình. Dạ chào anh. Dạ anh cho em xin phép tên anh ạ. Dạ mình tên Trung. Dạ anh Trung, anh Trung là hôm bữa cũng có tham gia thi Ngôi Sao Miệt Vườn nè. Đúng rồi. Dạ cảm ơn anh Trung hôm nay đánh nha. Hôm nay là đánh túi bụi luôn ha. Đúng rồi em thì thật rồi ơi, băng nhạc tuyệt vời luôn, là bữa nay là ngày đầu tiên mới đập dưới thí sinh luôn đó. Đánh dễ sợ không? Dạ. Đánh đàn cổ luôn. Mấy anh này là yêu thương chương trình, là hồi tham gia thí sinh Ngôi Sao Miệt Vườn, xong bây giờ là tham gia biểu diễn. Dạ. Rồi em xin phép mời giới thiệu luôn anh nhánh ông nhạc Trường Sơn. Dạ. Bình thường là cô chú anh chị đạo quý ông bà cô bác kênh của Bé Trang. Dạ. Anh Sơn là giám đốc âm nhạc của chương trình ngày hôm nay. Rồi ngoài ra hôm nay anh Sơn cũng rất vui biểu diễn những cái tiết mục rất là hay đặc sắc. Chắc bà con mình có xem livestream đúng không? Dạ. Hy vọng là quý ông bà cô bác ủng hộ cho hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nhiều vô để có sân chơi của em Xuân Vườn. Mà vui á là anh Trường Sơn á là hả, mong là sẽ sáng tác nhiều bài hơn nữa để dành riêng cho hội quán không thôi. Cảm ơn mấy Trang, bữa nay bạn đồ ba dễ thương quá vậy. Dạ, hôm nay ngày đầu tiên khai trương mà cho ba hết rồi. Dạ. Wow. Nhưng mà em rất là vui là các anh kiếm thị, dạ, là mấy anh rất là giỏi luôn, biểu diễn quá chị hai thiệt luôn. Ôi, là nãy giờ em không biết không nghĩ luôn, dạ, không biết luôn á. Mấy anh là ngày đầu tiên mới tập với các bạn thí sinh luôn, dạ, cho nên rất là giỏi luôn. Anh này là vừa đánh được đàn bầu đàn cổ được luôn em. Dạ cho em xin lỗi em hỏi tên anh là. Mình tên Đức. Dạ cảm ơn anh Đức nhiều nha. Anh Đức là chuyên đàn bầu đàn cổ. Dạ đúng rồi. Dạ rồi anh anh đã giới thiệu tên anh Trung. Dạ là đánh gan. Dạ dạ xin lỗi anh tên gì ạ? Tên Nhi. Dạ anh Nhi. Dạ anh là chuyên đánh đàn gì anh ha? Mọi người thấy em quán cái đàn này là biết đánh đàn gì rồi. Đánh học gan luôn, keyboard luôn. Luôn. Dạ. Ủa mà chết rồi, chiều giờ mấy anh tới là mấy anh vô diễn liền đó, mấy anh ăn uống gì chưa? Được, tại chiều tụi mình tới là tập nhưng cho mấy bạn thí sinh chạy chương trình luôn cho tới giờ luôn mà không sao cũng không đói đâu, tại vì chiều thứ đi là mấy anh em đi trước bỏ bụng phải ăn trước là tính. Nhưng mà đánh từ 2 giờ đến giờ phải phải bỏ như bỏ bụng trước mới có năng lượng mới làm như các bạn được. Hay bây giờ mình vô một cái trời mình ngồi đợi tụi em chứ, tụi em làm đồ ăn ăn luôn không, ăn một tiếng rồi về em, hay là đây cũng đang rảnh mà sợ tối sợ xa quá nên biết chuyện mà bắt xe hơi khó. Sợ ở đây em biết có xe, đặt xe khó, hơi sợ hay xa. Vậy thôi em phiền các anh. Rồi rồi không sao đâu. Thôi hẹn gặp lại anh ngày 5 tháng 1 nha. Cái nhà ở đâu vậy chú Phương với Kiều với hôm nay là coi như là cô chú chị xem là fan không á. Tại chưa thấy mới. Ok anh, em cảm ơn anh nhiều nha. Chắc là hôm nay xong tụi em sẽ báo sau. Dạ bây giờ để em phụ mỗi người một tay một xíu. Dạ. Cảm ơn các anh nhiều. Rồi, cảm ơn. Rồi, để em xuống để phụ mấy anh chị em. Đã biết không? Lấy hỏi tới chợ làm sao đó. Cương, cương bóng đây đi. Ủa, sao hết rồi hả? Chị bán cương bằng nắp đây. Cương bóng đây. Cương cây chị phụ cho. Đuổi chưa cưng? Đuổi chưa? Hồi trưa, hồi chiều thấy dầm mưa là sắn quần rồi. Nhóc mà Bình Phước mới lên. Ui trời. Đi dâu nè. Dâu. Nè, sao rồi? Ok không? Thôi đứng nói này nè, luôn ra. Ủa sao vậy? Thôi xong rồi. Sao đây được cơm với ai cũng dành vậy? Dạ. Kì chai đi nhặt mấy cái ly rác, mấy cái ly á, bỏ vô cái bao ni lông á. Đúng rồi. Đây nè, bao rác ở đây nhiều. Có bao rác không bác? Dạ có. Để chị đi lượm rác. Hôm nay hãy ngủ khách sạn. Ngủ ra chợ. Rồi hai anh em hôm nay làm một ngày full ca từ sáng đến giờ. Tập chân được không? Có đây là về ngâm nước nóng rồi không? Chân em phồng luôn rồi, mũ luôn rồi, làm mũ luôn. Tông luôn rồi. Nó làm mũ luôn rồi mà. Đâu? Mũ rồi. Tinh trắng nào? Thấy. Hay là mai mang gì ba ta đi ha? Vậy thấy mang gì ba ta chắc đỡ hơn á. Hoặc là mình mang đôi vớ vào. Đúng nếu rồi, mình chưa mua được thì mình mang đôi vớ nếu vào. Mình dép thì nên mang vớ luôn. Để đi với nó không có cà. Không vớ mà thua. Em mang thử. Hôm nay mua ba hả? Mà chưa vậy ba ta. Thấy không? Thịt mua cho mang. Hai đứa mang gì sao vậy?
cỡ 40, 41. Giờ chắc sai đi chứ mua giày mà mình dư là nó cũng không lấy chân. 42 rồi. Gãy thì có gì chị báo rồi, sắp chắc có gì sáng mai chị mua để mang chứ mai làm cả ngày nữa đi đâu có nổi đâu. Nhưng hôm nay làm nó vui không? Vui nhưng mà mệt quá. Mệt quá hả? Không sao không mệt nhưng mà cờ quen hay gì. Đúng rồi. Miễn sao là em chịu làm, em trung thực làm, cái gì nó làm cũng được hết. Rồi còn ai cũng hồi xưa tụi chị đi làm cũng vậy mà. Cũng muốn xui bu á, nhưng mà xong cái ngày 1 cái mình được góp ý, ngày 2 cái được mình biết rồi. Cho mình nhanh hơn. Nhưng mà hôm nay làm mà thấy em dạng dĩ nè, em nói chuyện với lại bà con cô bác nè. Xong rồi mấy bạn xong đó là vui rồi. Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn ha. Hôm nay về ngâm nước nóng đi. Nước nóng đây nhưng mà anh Phương tạo điều kiện làm ở đây là quá ok. Cố lên. Hôm nay là mới cười á, hôm bữa hôm qua là cười hay không vui, hay không vui thì mặt cũng một nét mặt rồi, hôm nay là tươi hơn rồi đúng không, cười ra. Dạ thôi bé đi làm ha, để chị phụ mọi người quét dọn vô xíu. Đây người đàn ông thần thánh hôm nay là chương trình mình diễn ra bao nhiêu anh chị? Dạ là người đàn ông quay biết bao nhiêu đại tiếng. Không uống nước luôn, uống nước là không có dám bỏ máy. Con có ba cho ba một lần đó. Nữa. Ba thật sự đa tạ con vì cái miếng nước đó cuốn sống ba. Em thấy bà Giang đứng quay nè, cái em đi xuống thôi. Uống nước bà Giang gật 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 nhưng mà tay vẫn cầm nè. Mà chị hỏi quay giùm không, để em đưa cho nước cho bà Giang đứng uống thở một xíu. Tại vì cầm cái tay máy quay một thời gian rất là lâu, rất là mệt. Bà nên nó cứ cầm uống xong đưa lại, vẫn nhất quyết là quay chứ không chịu đổi máy. Đúng là một người hết mình về công việc. Dạ hết mình mới có lương cô chú anh chị. Bữa cái clip mà hả Trang quay Ba Giang có nhiều cô chú anh chị nói là trời ơi không ngờ là Ba Giang lớn tuổi như vậy. Xem clip là mới biết là Ba Giang nhiều tuổi như vậy mà vẫn rất là đam mê công việc, với lại là làm cực khổ vậy đó. Thành ra là anh em Điền Quân của Trang cũng như là Trang hay bạn Nhung là hay các anh chị mà đã làm với Ba Giang rồi là ai cũng rất là nể. Tại vì Ba Giang đã làm là đi tới nơi tới bến, không bao giờ đi trễ giờ nha, đúng lúc nào đúng giờ hết. Dạ, cảm ơn ba, bây giờ ngồi đi. Cảm ơn con quá khen. Ngồi. Không, ba đi quay tiếp. Đi xe đẩy không ba? Mai đi quay nha, đẩy xe luôn rồi. Ba đi quay cho, chập lưỡi. Dạ, cảm ơn ba. Ba bác nè, đẩy xe luôn rồi nè ba. Ba bác, em đổ rác ra, còn rác này đó, còn rác nữa. Dạ. Có cái bịch đi lăn tay chị lụm rác chưa cha? Mát quá trời. Để kiếm cái bịch ni lông để lụm rác vô chứ hả? Ủa đây con làm cho đi rác gần trăm nhậu như giờ để con hai con kiếm cái bịch ni lông đi được con bỏ rác vô ha. Kia đồ hút rác kìa con, cái kiếm cái bịch ni lông cái rác vô mỗi người ta. Dạ cái tay này cũng thu nha Thái, thu gấp đôi. Dạ có bao rác không? Có rác đây. Dạ đây em bơi em hút rác vô cho. Ôi, giờ là mọi người là ai đuối rồi. Cũng đuối hết rồi. Nên mình khỏe thì mình một tay. Chị Trang đi ra nhặt mấy cái ly kia để lát mấy mấy anh chị đó đi nhặt mấy cái ly mà cô chú bỏ ra đây. Nhưng mà có một cái đồ hốt à? Có một cái đồ hốt không ạ? Dạ đây để đi hốt đi. Dạ. Coi như là mỗi người một tay một chân còn ôi ba chị Trung. Dạ là coi như là thầu điện của sân khấu mình đó. Dạ đây để Trang. Dạ đây để con gom rác nè. Cảm ơn các anh em thanh nhiều nha. Hẹn gặp lại ngày 5 tháng 1 năm 2024 tại hội quán ngôi sao miệt dương. Mấy anh nghe vậy mấy anh ám ảnh luôn rồi. Trời ơi uổng chưa, không hút mà mọi người lấy nhiều quá xong rồi cái bỏ ngoài như vậy nè thì thành ra nó cũng dơ mà đâu có xài lại được đâu, mình cũng phải bỏ uổng quá chừng luôn. Thôi bên đây nữa nè. Chắc là hội quán của mình nó rộng quá mà không có thùng rác ở đây. Ủa sao đi cà nhắc luôn rồi bé? Sao đi cà nhắc luôn rồi? Để đây mấy cái ly này bỏ lên đây cho. Bé cầm cái này mình dùng hết không? Ừ, vậy đây. Đổ nước thôi. Đi bé dùng hết nước cho một ly rồi bé kiếm cây thôi. Còn mấy cái ly nhựa bỏ lên đây. Hôm nay đi cà nhắc luôn rồi. Chịu không phải không? Tối dùng ăn nước nóng nha. Chắc mình phải thêm thùng rác qua chứ không là mấy bạn là đi sụi chân quá, đủ suy nghĩ nha.
mấy người luôn suy nghĩ nha. Sợ sợ nó cản em lâu luôn suy nghĩ. Nhưng mà như vậy là rất là vui rồi. Hôm nay có bị nào khách Hà Lan bác? Thì có quá trời. Quá trời luôn hả? Rồi lúc đó em nói cái gì sao? Bà đồng quá toàn màu lan. À, sao mà lúc đó em nói làm sao? Lúc khách la rồi em nói làm sao? Em khóc không? Này mấy cái này bé đem về nè. Coi chừng bỏ lộn mấy cái dụng rác mình mấy cái tàn thuốc nè. Đó, mấy cái này là xuống ngâm sau phải không? Rác thì bỏ lên cho rồi. Mấy bạn thì mới làm mà thành ra là mấy bạn cũng muốn làm cho nó nhanh. Nhưng mà thường nhiều khi làm không có người không có đủ á. Thành ra là mấy bạn làm không có kịp. Mong là quý ông bà cô chú anh chị có ý cho mấy bạn. Chứ được có mà đừng có nghỉ chơi. Anh đừng có quay xe quá nghe. Bạn bị quên đó chị Trang. Nhiều khi mấy bạn phụ bán á, nhìn là cô chú anh chị thương góp ý với mấy bạn là cho mấy bạn cơ hội để mấy bạn sửa. Chứ cô chú anh chị mà bỏ mấy bạn luôn á thì không có được. Ê có thùng rác này để kéo vô đó, thấy không? Hai đứa, vậy là có hai đứa. Dạ. Anh đang mong là thành 10 đứa quay, nó mới ăn xong được. Rồi, phải vô anh Minh. Đây để tiếp. Đây, bạn này cũng là một thú sinh giải nhất của ngôi sao miệt vườn luôn. Dạ, con chào mời cô chú xinh xinh bác chị Trang LTB dạ. Hôm nay qua chơi xong lúc sau tự nhiên cái em thấy là thay đồng phục bận luôn ba Minh. Cái xong cái đứng lúc mà người ta diễn các bạn đứng dưới bạn nhìn sân khấu nhìn lên gọi là gì hèm phù hả? Hèm phù đường khác. Nhưng mà hôm nay tiết mục của mình đây luôn hả? Dạ tại có một cái đồ một cây à để hốt này. À quên, em xin lỗi mình với bạn. Xong mà cái hôm nay chưa được diễn cái lúc mà mấy cô chú anh chị diễn ở trên khi mấy bạn đứng ở dưới này hả tiếc. mong chờ được hát không sao hết đợt sau thì chương trình này đợt đầu kiểu như mình sắp tới những tiết mục gì đó phần sau sẽ luôn phiên dạ. Các cô chú anh chị để cho nó hay dạ. Nha đây để Trang dạ. Dụng một cái bao rác này để Trang lụm thêm rác bên này dạ. Không ok đây chị Trang không có chị cầm đi em hốt cho dạ phần đây bữa Trang em mình cùng làm nè chị Banh bọc đi em hốt cho bên quán thì cũng có các cô chú các cô dọn vệ sinh. Nhưng mà các cô bây giờ là coi như chắc là không kịp rồi, dọn ở trong cái quầy nước rồi xong rồi rửa chén, rửa ly nãy giờ pha chế. Nói chung là hôm nay ngày khai trương mà ai cũng đuối hết, ai cũng muốn cho phục vụ nhanh nhất. Rồi không cho cái chương trình của mình một tay một chân phụ cho sư phụ. Nên là coi như là không kể là ai luôn á. Hôm nay gia đình của sư phụ giống như là chị Ngọc nè, rồi bé trà sữa nè, rồi bà Minh nè, cổ Tư nè, nói chung là mọi người đều nhà vô phụ hết. Đến nỗi mà hôm nay chị Ngọc còn nghỉ dậy để đây nè anh, để cái bịch này chắc tay gì đó, chắc anh cũng nghỉ dậy để ấy qua đây phụ làm phun ngân rồi sau đó vô làm pha chế luôn. Nhưng mà nói chung thì bữa đầu là như vậy thôi, nhưng mà chắc là tối nay rồi mọi người sẽ họp lại. Anh cột giùm em nha, để em lụm cái rác ở trong cái lòng cho. Rồi, mọi người sẽ tối nay mọi người phải họp lại để mọi người làm cho nó bài bản hơn, nó quy trình hơn. Chứ còn nếu mà làm như hôm nay thì nó hơi nhiều bà con cô bác sẽ buồn á, sẽ lên hội quán chơi ủng hộ cho anh Khương nhưng mà phải chờ nước lâu nè. Có nhiều cô chú anh chị gọi nước xong lúc sau mãi một lúc lâu mới có nước luôn. Một phần là anh Khương không có ngờ là cái số lượng bà con của bác ủng hộ nhiều tới như vậy. Thì thành ra là anh cũng cứ chuẩn bị nhưng mà số lượng đông quá. Thành ra là không kịp, với lại là nhân sự quá mọi người thì anh chỉ thì nó không có đủ. Nè. Ở đây là còn luôn nè. Các anh chị là vẫn còn, các bé là vẫn còn đang nước ngoài. Hôm nay là hết ngày rồi. Một tấn chưa bé Kha? Dạ. Dạ hết rồi đó chị, còn mấy cái cũ đó nữa là hết rồi. Dạ. Còn trong đó nữa kìa là hết luôn rồi đó. Chính ra Kim Kiết bán cái gì cũng ăn đó. Bán cái gì cũng bán 9 tấn là hết sạch. Bán khoai lang 1 tấn trong chắc từ 16 giờ tới giờ thôi. Dạ. Với lại chị biết sao mà còn dư lại không? Sao? Tại vì lúc nãy là hết hàng. Hết than rồi phải đợi để củi vô có than nữa mới bắt đầu nướng nữa. À chứ không là không là hết luôn rồi đó. Ồ vậy mai đi, mai mang khô bò qua nhờ team Kim Kiết bán giùm luôn. Chứ thấy team này kiểu
có gì mua bán cái gì cũng hết sạch. Rồi xong rồi có cho cái khô bò miễn phí gì để tao mới bán cho. Dạ để Trang đi lụm mấy cái ly rác ở ngoài đây vậy. Nói giỡn chứ tiên kiên cứu cho lại chuyện bây giờ cũng như người nhà của Trang thôi, mấy anh chị lúc nào cũng hỗ trợ Trang hết, thành ra là mình có món ngon thì mình mời cái bữa sau Trang mang lên để cả nhà cùng thưởng thức, rồi xong rồi ủng hộ rồi review cho Trang thì ta rất là vui rồi. Mấy bạn là hay ủng hộ Trang lắm. Không là cái món nào đang là best bên chị Trang, best seller hả chị Trang? Chị Trang là best seller. Em bỏ chị Trang qua bên đi. À chị là xoài thái dẻo. Dạ. Bé Kha là đợt trước là mua một bánh trung thu nè. Không rồi giờ cái gì nói chung là cái gì bên chị Trang ăn cũng ngon. Cho nên là cái gì cũng phải mang. Cái gì cũng phải mang qua cho tụi em review. Bé này nó biết gài quá. Nó biết gài ghê luôn á. Trời ơi sao sao sớm rèn luyện sao mà ai cũng dính nhà chắc chết tương quân quá. Thì chị muốn review cái gì thì mang qua đây. À, coi như là khán giả không có biết em nhưng mà thấy em ăn chắc cũng cái gọi là gì review chân thật đúng không ạ? Nhưng mà là mình không có tiếng nhưng mà mình có miếng. Đúng rồi, thật ra là không cần review nữa mà anh chị em nằm chung với nhau thương nhau quý nhau là đã rất là mừng rồi, đã rất là biết ơn rồi, nên là mời có gì đâu. Đúng rồi, của nhà mà, của nhà mà. Có vài bịch khô bò đồ dài hộp sòi cái gì đâu nha. Mỗi bịch là nửa ký á. Anh chú sẽ mời nha, yên tâm nha. Dạ mấy chị em bây giờ là giống như là có một cái tình thân. Ok luôn. Dạ bây giờ chị đi hút rác thì em cũng phải đi hút rác luôn mà. Nhưng thôi tại vì em đã nướng khoai, các em nãy giờ là đã nướng khoai một tấn khoai rồi nên đừng nghỉ ngơi, đừng bị giận tiếp. Dạ đây quầy pha chế bây giờ các bạn mới được uống nước nhâm nhi rồi ngồi một tí xíu, chúng ta cũng là đuối lắm rồi. Dạ rồi ở ngoài đây là gia đình của anh Phương cũng tới những cái cuối cùng. À, mệt nhưng mà vui. Hồi nãy quá trời đông luôn. Bây giờ dèo ghê hết trơn. Cái này đem cho mai. Ố, cái món mới món mày á mày. Ông mày với kêu hoài món mày á. Anh mày kêu hoài món đi chơi. Nhiều lắm, cái gần nhà ngoại luôn. Dạ. Ủa sao chết rồi, sáng em livestream á thì em nói 100 triệu, tại vì em nghe ai nói 100 triệu. Ông tại ông ngoại ông nói giật phải nói nhiều vậy đó. Ông nói ông dặn phải nói nhiều. Nhưng mà ghê không? À, em với ông ngoại với mình là để trong chiếc xe tải, mình tưởng là khách đi uống cà phê. Dạ. Đâu có biết gì đâu, không cho ai biết là đi ba giờ, đường bắt sáu cũng không cho biết luôn. Dạ đúng rồi, không ai biết gì á. Không rồi. Lúc mà bê xuống á mới biết. Giờ anh Thương cứ hỏi mày cái gì chấm hết. Không có nói. Nhưng mà thấy giống bông giả đẹp không? Dạ, giống đẹp mà. Ủa cái đó bông giả ha? Bông thiệt. Thiệt mà em thấy. Nhưng mà cái đó là nhỏ nhất của nhà đó. Nhỏ nhất à? Ông ngoại có một cái hộp đó. Dạ. U vậy hôm nào phải nhờ anh Cưng đi chơi gần cho ta. Review đồ ha. Là gần nhà của anh Thạnh bị Thạnh á. À dạ. Nhưng mà giờ nhà trên này thì gần của anh Cưng. Tự động nó mất tiêu rồi mày. À, dạ, vậy là cái chỗ mai là ở đâu? Ở dưới gần anh Thạnh á. Anh báo em đúng không? Nhưng mà nhiều lắm, nhiều nhất ở tứ quý nhiều nhất Việt Nam mà. Ghê vậy. À. Ôi. À, ủa dịp em anh Minh em xuống này ông ngoại làm về bữa ông ngoại nhờ ghép cho ông cây túi chơi nhà ông á. Dạ. Rồi ông ngoại ông thấy ông nói ông ham là tại nó có nhiều cây lớn lắm nhưng mà họ phải có dự định tính trước. Dạ. Rồi thôi để cây này trước. Đây em khoe hình liền. Trời nhờ cái cây của anh trời mà. Ơi. Mà hôm nay em nãy là chụp hình quá. Em chụp hình nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Như biển người luôn á, nãy á. Mùi với mùi luôn nè. Anh đừng lấy hình em là úp làm quảng cáo cây mai anh nha. Em cho liền á. Ý là ngày mai mốt nó sẽ thành cây nè. À, đây cái cây mai của anh nè. Cái lại người thật của Trang nè. Đẹp chưa? Đẹp. Cái đẹp. Mai nó nở thành lên hình đẹp quá luôn. Mai nè, nhiều mai lắm. Là 5 ngày nữa. Dạ nó nở nè. Dạ. Nó nở 10 ngày sau nó thành vậy nè. Ồ đẹp quá. Ủa có dịp mà đi xuống dưới xuống mai, vườn mai của anh mai để mốt, anh Thái nào chưa tính đi nè dưới chơi. Dạ. Chơi nói chung là hai chồng ở nhà vậy thôi mình nấu đồ ăn uống chứ không có nhậu nhẹ. Dạ. Chỉ là uống chơi thôi. Dạ. Thôi anh Thái đi hả? Anh Thái ngày mai về rồi. Dạ. Về rồi. Dạ. Anh chị thấy giờ anh buồn anh tiếc bỏ mất cái clip chịu nhiều rồi đó. Tết này bán cái gì thêm không? Dạ anh cứ tính là Tết này anh sẽ bán hoa ở ngay hội quán rồi sao mà vườn này của mình nè. Mấy năm trước là mình bán ở trên kia ha. Dạ đúng rồi, năm nay thì có cái chỗ bán cà này thì chắc là mọi người sẽ tiện tiện hơn bán ha. Chung. Dạ. Nhưng rồi bán chị á thì mình cũng bán mấy cái khô đó hả? Dạ vâng, em vẫn bán mấy bồ ăn giặt của em vậy đó. Dạ. Dạ.
Cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Nhờ anh mà hôm nay hồ quán sao mình thấy có một cái góc chụp hình rất là đẹp. Đúng rồi, chụp người vô chụp hình á. Dạ đúng rồi. Hầu như cây mai mình nhìn nó đăng khắp nơi luôn đó. Mà nhiều người chụp mà mỗi người chụp nhiều tấm nữa. Dạ, giống như em là hôm nay nếu mà thu tiền em một tấm 10 ngàn là chắc em cũng phải tốn 100 ngàn rồi đó. Em không ngoại nào bất ngờ đâu. Dữ vậy. Dạ, em chụp nhiều lắm. Bây giờ chụp ra mà đổi chủ đồ. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ. Cảm ơn anh Thái nha. Anh Thái ngồi chơi. Em cảm ơn thôi. Bye bye. Có gì hết hả? Dạ. Có cho gì lại gì mới cảm ơn. Lên đây chơi gặp em là vui rồi. Dạ. Đây hôm nay có một siêu mẫu, một hoa hậu Út Thơ. Thấy này em ơi, chị nhiều cô chú anh chị hỏi thăm chị Út Thơ lắm, khen chị Út Thơ ốm đây nè. Đúng vậy nè, ốm nặng ra chứ. Dạ bông ngồi. Nổi lên mũi ơi. Nè giống như nè, hồi thấy là bận cái đồ kia nhìn không thấy nè, giờ bọn nó không có gần Trang nè. Thấy không, nhìn chắc là Trang rồi, với Út Thơ là xem thêm luôn rồi đó. Chết cha thì Trang bự lên rồi. Đúng đó. Nhìn chọn, gọn quá đẹp. Quá xa đẹp. Tự tin rồi, đúng không? Quá tuyệt vời. Hai Trang mà cầu đau bộ bộ ba đẹp quá. Đi, đẹp không? Sáng cho bằng đồ khác, xong rồi cái chiều thấy mấy ai cũng lồng lộn, thấy chị Thơ vậy thấy đồ. Sáng bằng đồ có xong chiều chưa? Sáng chị mới lồng lộn dữ nữa. Sáng lồng lộn hơn giờ hả? Không, em nè, em thấy giờ đẹp hơn nha. Giờ nhìn chắc là nhìn áo thun nó ôm á, thành ra là nhìn nó gọn gàng hơn. Đó, đẹp hơn. Đẹp. À, rồi hôm nay lên thấy anh hai diễn cái đêm ca nhạc này là hoành tráng lại không? Lúc đông quá ha, đông bỡ trận luôn. Không, chị á, bển chị không ngờ. Qua chị đâu? Chị qua về nhà bển cái xong chị qua đây chị thấy chị bất ngờ luôn rồi. À là lúc ở nhà bển là có gọi cấp cứu không? Qua cứu thôi à? Có, à. Có kêu qua nhưng mà không biết nhiều như vậy. À, không nghĩ là đông dữ vậy. Đông vậy. Dạ. Chị phải chạy xe để tuốt xe đít. À là tại vì kẹt xe độ đông dữ xe luôn. Rồi để dưới đất chị có lấy thẻ xe không? Có lấy thẻ xe nhưng mà để số làm sao họ đi ra chắc mà nó dí dấu luôn. Rồi lúc bên đây rồi lên thấy đông vậy rồi có phụ dám phụ không? Hay là bị khớp luôn xong mày ngồi luôn? Đâu có chen được đâu phụ. Chị bự vậy nè. Ra vô quán cũng không được, đi đâu cũng được nên giữ mấy đứa đến ngay cái hỏng bỏ nó không, không cho nó đi đâu luôn, sợ lạ. À tại vì là hôm nay là có đông đủ luôn ha, có gia đình xí muội nè. Rồi có trà sữa, Thái Vĩnh nè, có ốc tiêu, có Nhật Lâm, nói chung là cả gia đình cùng lên luôn. Ở đó, dạ. Nên không dám đi đâu, mắc giữ mấy đứa đó chứ. À, vậy cũng được rồi, coi như là như vậy là cũng đã quá hay rồi, giữ các bé, để các bé xem ca nhạc, ổn định là ok rồi. Dạ. Cái gì giờ? Chị Ngọc cũng là vẫn đang tức tửa luôn. Chị Ngọc đang... Đuối quá đuối luôn rồi. Anh cứ hỏi mới ăn gì chưa, mới ăn gì chưa 10 lần rồi đó. Mời nói xong cuối cùng hỏi mới đi ăn đi. Hay đau lòng tóc dạ không? Thôi con mệt. Ý là tính ra sáng giờ mấy chị em chưa có chụp ảnh cho anh tấm nào luôn á. Trong cái trong tháng 10 năm làm show anh có nhiều cái nó cũng bà có bác thương, có nhiều cái mình cảm giác mình may mắn á. Nhưng mà chị chưa có lần nào mình thấy mình không may mắn như lần này. Nó bất ngờ nhiều lắm, mình không lường trước được. Xưa giờ làm show ra phải không? Thì khi mình làm coi sao trường mới đầu làm mùa 1 mình sợ bà con nó không tới xem chứ còn nó tới nhóc với con coi tới khuya. Mình bận ghê, xong rồi chiều anh lên nó trời mưa. Xong rồi anh sợ. Dạ ông Khương. Dạ ông Khương. Anh mà cuối cùng mà con bác tới đông. Không nói chứ sáng là cũng lo. Trời ơi, lo đông. Anh nhìn xuống hàng ghế là tầm 5 giờ anh thấy mới có vài ngày. Dạ chứ, giờ lúc đó mưa. 6 giờ mới tới. Anh sợ mưa mà tới lại đôi này. Với cơn mưa cái là quá trời luôn. Quá trời lắm tới. Không, mình thấy bà con Hương lúc mà 4 giờ rưỡi này mọi người tập ở đây mà mưa ở trong á. Bà con nói chết rồi, mưa vậy là cái chiều tối diễn sao. Các bạn có nói không? Là hết mưa vẫn ra coi Hương vừa nó làm, là nó làm tới bến nào nó sẽ diễn thôi. Nó lại coi luôn. Anh mới biết sao lại quá trễ không? Mai do lên chọn lại đi chuẩn bị cho ngày năm. Hôm nay nói gì nói chứ. Mai họp chiều thì không ai. Con tập 10 giờ đi. 10 giờ nào. Mà nói thì nói tại bà mất thương mình á. Chứ mà còn mà diễn mà lợn thỏm vậy nó cũng phải bị lợn thỏm. Mà cái hình như cái đó đặc sản của sao vườn hết sản. Anh nói vậy không thấy được. Không, tại nó cũng là kiểu nó gần gũi, nó không phải là quy sân khấu mà đặc biệt giữa giữa khán giả với lại về thí sư ca sĩ đó. Nên hôm nay có những thí sư lên nhảy. Có mấy cô chú lên nhảy á. Dạ.
Dạ thôi giờ về, về đi. Mày em về em kiếm gì ăn đâu. Giờ mình đi ăn không anh? Thôi mấy đứa em. Dạ rồi thôi cảm ơn. Gai của anh. Dạ con nha. Chúc bà con bác mặc nhiều sức khỏe. Nhiều cố gắng luôn quay thôi chia sẻ cho bà con bác con biết. Để em lại bác con. Mười mười cái máy quay đang quay. Những cái máy quay ảnh nè. Kênh kênh của anh, kênh của cô Dược Tân là kênh của anh, kênh của Nguyễn Thị Nhân vẫn chưa kết thúc mà, kênh của chị dâu Mai Mami bây giờ, kênh Mai Mami bây giờ mới bắt đầu. Sao kênh chị dâu nhiều quá chị dâu? Chàng ơi, mày bỏ máy xuống tâm trạng nhớ bỏ máy xuống. Chị dâu là gì vậy? Bây giờ là các chị đông đủ rồi, chắc bây giờ mới là lúc đông đủ. Thôi đi về sáng mai đi bệnh viện nữa nè. Đi về đi, bye bye. Dạ, bye bye. Cảm ơn cả nhà. Ê chị em đứng đứng lại chụp tấm hình đi. Chị em đứng lại chụp tấm hình đi. Chụp chụp cái anh Hoàng nữa. 1, 2, vô chơi thôi đi bye. Chị Mai, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Ngân, Ngân, Ngân. Ngân, Ngân. Mình đang sáng sủa, mình không chụp, mà tối sủa rồi mới chụp. Lại, lại, lại. 1. Mời ba dê đi. Mời ba dê nha. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, chị Mai, chị hết nè. Dạ ơi, xin chào bà con chú bác, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào bạn Lai. Dạ, xin tạm biệt quý bà con, cô bác, chị. Hẹn gặp lại các clip tiếp theo, tạm biệt. Camera nó mất quay nữa. Quay tiếp đi, chào quay tiếp đi.